Humica siêu kích dễ nhập khẩu từ Mỹ, giá tại công ty 258.000 đồng trên hộp, giao hàng trên toàn quốc, hiệu quả sau 3 ngày tưới. Một hộp Humica có thể tưới cho 2 mẫu hoa màu trên năm. Điện thoại 0985 987 632. Có nhiều cây 5600. Dạ 5600. Đây là đào mạ này. Tháng mấy thì mình gấp được? Tháng cuối tháng 10. Cuối tháng 10 là mình dốc lên hay là mình... Cuối tháng 10 là cắt đây đi này, xong bắt đầu bắn móc vào đây. Bắn cái bắn cái mầm đào kia kìa. Mắt đào kia vào. Thế là bao nhiêu bắt đầu nó lên? Bao nhiêu ngày thì bán được? Nó rơi vào tầm độ 1 tháng là. À thế là nhanh nhỉ. Tháng mấy gấp? Tháng vào tháng cuối tháng 10. Cuối tháng 10 gì? Bắt đầu tháng 11 là ghép. Ghép là bán. Năm ngoái cái đào này là cháy này. Đúng rồi. Năm ngoái đào này không có mà bạn. Không có. Phải rau 20.000 một cây. Chuẩn. Đúng rồi. Vì ông rong là phát ở trên cái khu người ta trồng ấy. Vâng. Mà tìm nhắn lên. Đúng rồi, không có. Không có. Năm ngoái. Nhưng mà ông làm mà đặt trước chỉ có 1.000 thôi. Đúng rồi. Năm ngoái cháu bán có độ tầm độ 4-5.000 nhưng mà hết. Trong tháng 12 đã hết rồi, còn đâu nữa. Thế năm nay được vạn à? Được. Được. Vạn mốt vạn. Thế là gấp đôi năm ngoái. Vâng. Nếu người ta đặt trước thì là bao tiền? Đặt trước năm nay phải tầm độ 12.000. 12.000 nữa thì chênh độ 2.000 thôi. Thế thôi. Giá rất hợp lý. Ừ. Cháu giới thiệu như tên cho cháu. Để cho bà con mua. Thế đúng rồi. Văn Sơn. Cháu giới thiệu đi. Nhà vườn gì? Hai chồng tên là gì? Sơn Sáu. Nhà vườn có như là Sơn Tùng. Sơn đấy giờ hoa người ta mua chứ giờ clip này không Sơn Tùng chuyên bán các loại cây. Ừ. To nhỏ và cây bé, cây đến cây to, cây đào rừng. Số điện thoại 037 dạ. 636 0527. Nhà vườn Sơn Tùng, địa chỉ phường Dĩnh Kế. Phường Dĩnh Kế, thành phố Giáp Hải. À, phố Giáp à, Bắc Giang. Phường Giáp Hải. Vâng. Thành phố Bắc Giang. Phường Giáp Hải. Đấy, bà con nào có nhu cầu đào mạ tháng 12 mua đào mạ là khắc có ngay. Một vạn cây. À. Vạn cây là được bao nhiêu tiền? 100 triệu. Cứ nhân giá 12 là nó khác ra công tư. Ừ. Vậy thế nếu mà bán trôi chảy hết nặng vào đâu 100 triệu ăn chặt không nhỉ? Vâng. Ừ. Đủ Tết không nhỉ? Đủ nồi bánh trưng. Đúng rồi. Đây hai vợ chồng đi chứ. Vâng. Cái đào này bán bao nhiêu là cho các bác ở toàn quốc không chứ? Đào này. Nếu mà xô thì sang vào tháng 12 là cứ 250 đếm cây. Đào này xô lên chậu rồi hả? Không có chậu. Chỉ quánh bó, bó bầu. Bó bầu xong là lên xe thôi. Tháng mấy là mình bó hả? Sang cuối tháng 11 là đôn bầu. Cuối tháng 11 là chậm. Không, đôn bầu xỉa vùng quanh. Xong rồi tháng 12 mới lẩy lên. Gần chín người ta đun đi. Đâu không, cháu đun muộn, đun sớm. À cái đào hay đào này đun sớm. Vâng. Cái đào gốc thì món đào kia mới đun sớm, còn đào này cũng cần đun sớm. Tháng 9 ở 250 một gốc. Vâng. Đây là đào gì đấy? Đào phai. Tổng cái đào này gọi cháu bao nhiêu? Ổng có độ 200 cây, còn đào rừng. Đào rừng là đào gì? Đây. Đâu? Đào rừng thì nó có tầm độ 400. Cho các bác xem đào rừng ấy. Đào rừng. Đi sang các bác xem đào rừng. Đây sáu cho u kia ớt đẹp đấy. Ừ, cái này chưa dậu quả hả? Đây đào này đấy hả? Đào rừng. Đào này đào rừng đâu? Đào gốc, đào gốc. Gốc và gốc rừng. Đào gốc rừng đi cho. Gốc rừng ghép. Ừ. Cắt được chưa? Cái này cắt được. Đây cắt rồi. Chưa làm chưa cắt? Đây là mới cắt. Ừ. Đi cho các bác xem đi chậm. Đây gốc này là tổng nó bao nhiêu hả? Tổng là sơn. Đi chậm đấy hoa nhìn. Tổng tầm độ 500. 500 gốc này. 500 gốc. Đào mini dễ bán lắm đấy. Loại này là loại gốc nhỏ. Còn cái loại to cũng có. Đi vào trong thân để họ ngắm tán. Loại gốc to cũng có ạ.
đền đẹp như thế, thế này là giả sử như các bác mua xô là bao nhiêu? Mua xô loại này thì nếu mà xô ruộng này mua xô là, đây là nó có phân từng loại một, đâu nó xô đều đều to như đây, cho sang ngay cho họ xem. Đi xem họ lưng đi chậm họ như ngắm xô, xô loại này nó thì nó rơi vào tầm độ 1,2 triệu. 1,2 triệu một cây. Vâng. 1,2 triệu. Giá hợp lý các bạn. Các bác miền Trung, miền Nam, miền Bắc là đây là cái loại. Nhưng mà giả sử những cái xô ta mua nhiều thì có khi không đến phải. Vâng. Thì cái mua đấy độ 100 cây trở lên thì vâng, cái đấy thì giữa chủ vườn với khách. Nó mới là đấy là theo cái giá năm với nhau. Theo cái giá năm ngoái. Rồi. Chứ còn năm nay thì có khi nó hơn hoặc là xuống. Nó tùy theo hoa các bạn. Vâng vâng. Đây là phải đi lên đấy. Đi lên trên bờ. Ừ. Đi chậm nó xem này còn tương tác. Đấy, đẹp lắm ạ. Để đi chậm, đi chậm nữa. Không vào màn hình nó loáng cái cây người ta không không mà. Có cây nào tỉa tót không? Không, cái bọn này là gội hết rồi. Cây này là gội đâu? Cái này á, cái này nó dài thêm thì cây này là đào bonsai đấy. Bonsai, cây này là bao nhiêu? Bonsai. Cây này cắt được chưa? Chưa, cây này để thêm. Chưa cắt được, để thêm mấy ngày. Cây này là bao nhiêu tiền này? Cây này á, cây này năm ngoái là cho gửi gốc là 800. Thế là bán ấy. Còn bán thì nó tùy theo khách. Đây là đào mini, đào đầu bonsai mini. Bonsai mini. Bonsai. Ừ. Tổng độ 400 gốc. Cái này phải làm cỏ lại hay nào? Đâu, cái này xong để nắng lên xong mới cắt. Cắt lại đậy luôn ở gốc. Cỏ mà. Đắp luôn ở gốc tại gốc. Từ cái này nó đắng lên. Không sợ. Nhiều nhà nó một đắng đắp, này. Đâu cái lá của nó. Ừ. Kia nó không có nước. À. Nó không có nước. Ở gốc rụng bên này các bạn. Đó là to nhỉ. Cái phân à con. Ở đây thì bón cái gì mà lá xanh thế nhỉ? Lá. Phân đấy thôi, phân đi chợ. Châu phân bò. Châu phân bò. Bón mấy lượt rồi? Nhà Sơn bón mấy lượt rồi? Đợt này là thích, đợt này là thích đợt 2. Như gốc này là phải, phải chặn tháng mấy chứ? Gốc này á? Tháng mấy là chặn? Gốc này thì rơi vào tầm tháng 8 thì thiến. Tháng 9 là phải chặn. Thiến lên. Thiến như nào? Thiến khoanh ở gốc, vùng quanh gốc. À, đây là hãm. Hãm quanh bầu. Đằng này nói chặn gốc mà. Chặn gốc thì sang vào lưới, cái này có lưới chưa? Cuối tháng 9 sang. Cái này có lưới chưa? Chú gốc này chưa có lưới. Bao giờ chặt đôn bầu mới vào lưới. Ồ. Mới bắt đầu vào lưới trong. Đó, ông quay nhà Hà Thủy kia nó lưới đấy luôn rồi, 4 năm rồi nó rồi. Đấy là gốc cũ. Ừ. À, gốc này cũng mới. Mà, gốc cũ đấy hả? Mà. Gốc cũ thì thường thường bán đi, gốc về là nó có lưới rồi. Ừ. Cái này là năm ngoái mà ấy bao nhiêu? Năm ngoái cái đoạn này là bán 1,3 triệu. 1,3 triệu. Cái này là ngoái thuê hả? Vâng, năm ngoái cho thuê. Cả thuê cả. Năm nay mà bán cái này thì bao nhiêu? Cái này năm ngoái là cho thuê 1,2 triệu này. Khách lại gửi gốc. À, gốc. Đây khách còn cây của ra gì? Vâng. Gọi là mua rẻ, nếu gửi là đáng 3 triệu thì mất 1,5 triệu phòng. Vâng. Công trồng. Năm nay lại trồng ngon. Cái này là cũ hay mới này? Đâu, cái này là mới. Cái này mới. Cái này tay cũng chưa được vui dày rồi đấy. Nó, hàng này là nó phải sau một tí nữa thì nó mới lên được. Không nghĩ hàng mini là hơn 1 triệu là dễ bán. Vâng. Miền Nam mua, miền ấy mua, miền Trung mua, phải phòng cũng mua. Đây, tiện. Mini quan tài đây. Đâu. Ừ. Này, này là bao nhiêu đây? Bonsai này. Bonsai. Quay cả cây lên đây này. Ở Sơn. Đang tạo dáng đây này. Ở Sơn. Cái cây này là bao nhiêu? Cái này thì thường thường là cho ra là 350. 350 xu. Xu. Và bán buôn đi hả? Bán buôn. Những cây là mình vào mắt. Đi chậm. Cây mình vào mắt là 350. Ừ. Để ý có cây là mình tỉa chứ mình không đi ăn bán. 350. Xu. Cắt răm đợt 2 rồi. Cắt răm đợt 2. Cắt một nước nữa là thôi. Ừ, cho 3 nước. Nước 3 là thôi. Nước 3 là thôi. Kính ra mới đông. Tổng là 400 gốc này. 400. Thế là sơn định là chung nhau hay nào? Vâng, vâng. Phải không? Vâng. Hai anh em chung nhau? Chung nhau. Sơn Tùng.
đây nữa. Ngay đường đúng không? Vâng. Sát thành còn ngay thành phố Giang, chỗ này là chạy chạy kế, chạy giam. Cổng chạy giam kế. Cổng chạy giam kế không? Ngay công ty mai kế. Chạy giam người ta biết. May là người ta ít mình. Cái này năm ngoái là cho ấy hả? Đâu? Cái này à? Ừ. Đâu? Năm nay mới năm 1. Cái này năm 1, ở dưới tay năm 1. Năm 1 á? Mới lấy gốc về. Gốc này là sơn sơn lấy ở đâu? Ở... Lạng Sơn. Gốc Lạng Sơn ở ấy à? Gốc Lạng Sơn. Ừ. Năm nay nếu mà giá năm ngoái được những cây này thì bao nhiêu? Những cây như này à? Ừ. Nó cũng tùy theo cây. Ừ, đâu như giá là hoa năm ngoái. Như giá hoa năm ngoái mà cho lên đường đây cả bán buôn bán lẻ thì nó vào... Mình nói bán buôn thôi, mình không nói bán lẻ. Bán buôn thì nó vào 1,5 triệu. 1,5 triệu gốc là gì? Lên chậu, những cái gốc như này. Lên tận xe đấy phải? Lên tận xe. Còn những cây dáng bay, dáng huyền kia thì... Cây này cũng dáng bay thì... 4-5 triệu cơ. À. Cái này cũng dáng bay. Ừ, cây nào 4-5 triệu? Đây này, chú đây. Cái nào 4-5 triệu đâu. Cái này làm sao đây? Đâu? Không phải đâu. Nó gói ăn. Không sớt được. Hay là nhận đỏ? Đúng rồi, nhận đỏ lắm, săn đây này. Đúng này, để ý thằng Hà Thủy bên kia nó ngày nào cháu cũng ra cháu lượn. Đây này, hàng này là hàng chỉ cho thuê để lấy về, lấy gốc về thôi. Cái này á? Cái này là mấy triệu? Đấy, lấy cái phun của nó. Nếu mà cho thuê là 3 triệu, 4 triệu. Thuê là 3 triệu, 4 triệu. Bán là 5 triệu. Nếu người ta mua thẳng thì mình bán, mình đem thì lấy cũng khác. Nhà trông được thì tính. Đâu, sơn đi nhanh lắm. Đi thế nó không đẹp clip. Đi à? Chậm thôi, chậm người ta chia sẻ. Bay này. Dáng bay đó. Dáng này mà để ở kệ tivi thì không chê được luôn. Đây là dáng huyền. À. Kệ tivi. Để đầu kệ tivi, mắt xuyên qua tivi. Đây là phải đứng lại. Cầu thang đấy. Đứng lại thì mới biết. Mà đây. Tivi nằm ở chỗ này thì nó vọt qua. Đây là dưới tivi. Mà dưới tivi. Ừ. Đây mà lỡ sặc sỡ lắm. Thế nhưng mà khoe thì nó lại lưỡng này đều này nó mới khoe. Cái giá như này thì để mà đi. Bàn thờ mà rộng mà quay hướng bàn thờ rồi cái này ra cổng ra cửa thì đẹp. Rồi. Nói chung chọn cái dáng này thì là hơi khó. Kể cả nhà vườn đi. Nhưng mà chia sẻ với cái này là cũng phải chọn nhà chứ mà nhà bé không này không. Cái này thì này rất hợp với nhà nhà ống như mình ý. Nó sẽ nằm ở dưới chân cầu thang. Như cây này thì bao tiền? Cây này nếu mà bán đất thì là phải tầm 6 triệu. Ừ, bán đất. Thế là bán xô. Bởi vì bây giờ nước dăm của nó bây giờ mình đang phát triển. Mới cắt được 2 nước. Sơn có gì chia sẻ về bệnh của đào để cho con. Nói chung là hay gặp cái bệnh gì nhất? Cái đào này thì nó cũng bây giờ thì nó cũng chỉ là bỏ đỏ đục thân, rồi vẩy nến, muội nấm. Thế thôi. Ba cái. Đó. Thế thôi. Vẩy nấm là cái lấm trắng ấy hả? Rồi. Lấm nó bò từ gốc lên. Muội vẩy đấy. Muội vẩy là cái xì mù có chữa được. Xì mù thì nói chung chỉ rất nhiều nó, nhà nó từ ở trong thân nó phá ra thì không có thuốc nào để mà trị được cái xì mủ của đào này. Rất nhiều nhà thì rồi kể cả nhiều tiền đến mấy người ta cũng mua người ta trị nhưng mà không thể trị nổi, nhất là mùa này nhỉ. Rồi nó càng vào mùa mưa nhiều thì nó hay bị mủ, nó sẽ xì ra nhiều. Chưa ai nghiên cứu nó có ảnh hưởng cây, chắc có. Nói chung là nó cũng ảnh hưởng cây một phần cũng lớn đấy. Cây mà xì mủ ra là nó sẽ tiết nhựa ở trong cây này ra, nó thành mủ các chảy ra. Hay là ông rong bỏ nghĩ hay lấy con gì nó đục xong nó mới xì ra là chống lại hay nào? Không có, tự nó trong nó đẩy ra thôi. Đây là cái mủ đó. Cái mủ của nó đẩy ra. Ừ. Không phải là con gì đục. Ừ. Đây là chỗ này là tổng 3 chỗ. Không?
ba chỗ này thì nó rơi vào tầm độ hơn 200 cây, nhưng mà lại còn nhiều ruộng nữa cơ. Ừ. Chứ không phải là độc, đây là chỉ có ở khoảnh này thôi. Khoảnh này. Nó lên đường xong rồi vừa đi cho ngắm. Nhiều ruộng mà. Nhiều cây to lắm. Đây. Đây đây, đây, đây anh Tùng à? Anh Tùng. Đây. Đấy, các bác ngắm. Đây là trại giam kế này, ngay cạnh nhỉ. Ngay cạnh trại giam kế. Sơn là ba ruộng các bác. Đây có phải không? Ổn quá. Ruộng này có phải không? Đúng rồi. Ừ. Đây gốc một gốc bị chết. Cái này là gốc này là bị hỏng rồi. Bao nhiêu gốc bị ảo cũng bị một hai gốc. Nói chung là không thể thất thoát được. Giá nào vừa nào cũng dính rồi. Ít nhiều không thể tránh được. Ừ. Chỗ này là sơn 1 triệu 2 không ạ? Hoài bán buôn, miền Nam gọi bán sỉ, miền Bắc gọi buôn, tiếng gọi là khác nhau. Năm ngoái Thanh Hóa ra đây, ra Nghệ An ra đây lấy nhiều mà. Thanh Hóa gì? À. Thanh Hóa ngoài. Nghệ An năm ngoái ra. Này ông Dòng phát thì các bác trên toàn quốc được biết đấy. Tháng 7 là nước chốt cuối cùng nhỉ? Đúng rồi. Cái sao tôi bay sao không? Tháng 7 là chốt cuối cùng. Hà Sơn. Cái này phải giao tôi bay không? Không phải. Đừng giao tôi bay ăn tốt đấy. Đây là cả cánh đồng này là đào hết. Đào. Tổng nó bao nhiêu ấy? Tổng ở đây thì nó chắc là nó phải chục cái tạ thôi. Chỗ này nó chuẩn bị nhắm chứ hay là vẫn còn đền bù hay là nhắm cái khu gì à? Đây là cũng chuẩn bị là Bách Việt đấy. Bách Việt à? Thế là chỉ còn năm nào mới năm đấy rồi nhỉ? Thế rồi. Hết cái đấy thì đi lại đi buôn nào chứ? Không, lại chuyển vùng khác. Chuyển đi đâu? Lại có chỗ khác để đặt cây. Thế? Không bao giờ. Xe từng mình ở đây nên mình ấy phải chuyển được không? Đâu, lại đi vùng khác để trồng. Thế? Cái ruộng bên kia phải như vậy chứ? Ruộng kia thì là của nhà khác. À ừ. Quay đúng ruộng không lên clip là người ta biết. Đào này là vừa lấy 250 hay 350 nhỉ? 250. Đây là hai anh em chung nhau à? Rồi. Đây cây đào giống. Thì các bác vào tháng 9 tháng 10 là đạt được nhỉ? Rồi. Cứ đặt hàng sớm một tí thì là tôm sợ hết cây. Nếu mà chậm một tí là tươi năm lạc. Nhưng mình ghép đào gì? Mình ghép cả đỏ cả đào phai. À thế gì? Thế nhưng mà khách hàng đi giả sử người ta mua chọn các bạn. Không, nhưng mà cái đào ghép này thì là đánh xô đánh sấn hết. Ví dụ như cái nào kém thì mình nghĩ bỏ lại. Bỏ ra thôi. Rồi. Nhưng là xô hết. Còn nó 110, 18, 17 là vẫn đánh tốt mà. Ừ. Cái cuối năm nó phải bằng cái em... Cuối năm nó bằng ngón tay út này, năm đầu ngón tay út. Bằng tay út đi. Đó. Với Sơn chào anh Lạng không? À. Với tay chào anh Lạng. Chào chào các bác. Vâng, chào các bác nhá. Ừ, hẹn các bác. Hẹn các bác là sang tháng 12 quay lại đến vườn nhà Sơn Tùng. Ừ. Chuyên bán buôn bán lẻ. Ừ. Hàng cây khủng cũng có, mà hàng cây bình thường cũng có. Được. Hàng mê ly cũng có. Vừa ông Dòng vừa quay số điện thoại rồi. Đây các bác đến nhà Sơn Tùng cuối năm nhá. Đào giống người nào ấy đều có. Cảm ơn các bác nhé. Humica siêu kinh dễ. Nhập khẩu từ Mỹ, giá tại công ty 258.000 đồng trên hộp, giao hàng trên toàn quốc, hiệu quả sau 3 ngày tưới. Một hộp Humica có thể tưới cho 2 mẫu hoa màu trên năm. Điện thoại 0985 987 632.